Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mình đang ở Bảo tàng Hải Dương Học ở Nha Trang. Cái này gần, ở ngoài đây là biển Nha Trang luôn, ở ngay bãi biển luôn các bạn. Ở trong đây thì chứa mấy cái mẫu xương cá. Bây giờ mình sẽ vô trong đây mình tham quan nha, mình mua vé này thì 40.000 người. Mình với Xuân Hoa đi. Bữa nay có mình với Xuân Hoa. Bây giờ mình mời các bạn đi vô đây nha. Đẹp quá ha. Đẹp quá ha. Ở bên đây cũng có cái người ta mới sửa lại, đang sửa nè. Cũng có cái bảo tàng Hải Dương nè. Ủa, cái vé của bà đâu? Ôi. Có cái mô hình tàu nè các bạn. Nhỏ nhỏ nè. Ê, lại coi cái này giống giác vàng quá vậy. Có giống giác vàng không? Không. Nhìn đèn xa giống cái bản đồ nước Việt Nam, giống giác vàng quá ha các bạn. Nhưng mà không phải giác vàng. Đây ở đây kiểu như nó là những cái bản đồ của mấy cái đảo các bạn. Đi quanh đây coi coi. Ôi. Ôi cái thuyền thúng, lần đầu tiên lại gần cái thuyền thúng á. Ôi nó vậy ghê ta. Ha nó vậy ha. Quanh đây coi có cái gì các bạn. Còn cái này là cái này cũng thả lưới nè. Thả lưới dạng khác, hay quá ha. Hồi nào giờ mình thấy người ta đi biển chứ mình cũng không có biết là người ta đánh bắt cái kiểu gì. Hiện giờ mình mới biết là ở đây là có mấy cái mỏ neo đây. Nó thả dài dài mấy cái mỏ neo, chứ giữa đây là cái lưới nè. Đây nè, cũng là dạng đánh bắt nè. Còn cái này là kiểu miền Tây, hồi nãy giờ là kiểu biển. Còn giờ là đây là kiểu miền Tây các bạn. Đây là cái gió. Đó, có cá, dính mấy con cá luôn kìa. Dính mấy con cá luôn. Đó, đó, đó. Sinh vật kỳ thú. Đi qua bên đây thử nha các bạn, có cái gì bên đây nha. Ơi. Khoan khoan khoan, quẹo qua đây cái này có cá sấu gì nè. À, cá mập. Ôi, cá mập. Coi kìa. Đi kìa, nó bơi kìa, bơi kìa. Ôi. Nó làm nè. Ừ, có con bự lắm. Có con bơi bơi bự chảng à. Cá này bơi bơi, họ bị đớp nè. Bị đớp nè. Đó, 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 đó. Ê, cho ngồi chút đi. Thấy không, thấy không, thấy không. Ủa, có con nẹp, con bự lắm, từ 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 từ. Đứng im, đứng, đứng xa xa ra. Ê, con nó mập hả, nó mập hả, nó phải. Nó mập quá à.
Đứng xa xa ra mới thấy, đứng gần qua không có thấy. Hồi cá mập bự thiệt, cá mập chắc cũng cả 100 kg á. Ngồi đây coi không chán luôn á. À, cho lên trên coi nào, mà lên trên coi khó thấy quá. Đây nè các bạn, không khó thấy quá. Ồ, bự bự bự. Wow, cái này phải hơn 100 kg. Hai con hải cẩu này là người ta làm mà lại các bạn, ở trong nó là giải độn ở trong á. Còn con này là con bò biển. Con bò biển này chắc không có phải là bự nhất đâu, còn loại bự hơn á. Hay ha. Cái này có nước. Vậy là con bò biển này là con bò biển thiệt. Con bò biển thiệt, tại vì ở đây nè, đây kiểu như giống như nó đổ keo vô vậy á. Đổ keo vô cái trong cái hồ này luôn. Này nè, coi cái mặt nó nè. Coi cái mặt nó nè. Bò biển nè. Hai cái con mắt nó nhỏ chéo treo à. Ha. Con này á, con này nó quấn lộn ghê lắm. Đi qua đây coi con này con gì. Cá giống mõm nhọn. Hàm răng cá mập. Đây là còn bên đây là cá tầm. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Con cá tầm nó bự cái này, cá tầm Trung Quốc. Nó bự cái nè. Câu được con này lên không rồi cái ôm chụp hình xong rồi thả xuống luôn. Chứ không dám ăn, nó quá bự. Coi nè các bạn qua đứng xa ra chút qua. Bự không? Còn bên đây là cái con gì đây? Rồi qua đây coi nè. Bọ xương cá voi lưng gù. Qua đây nè. Đây là bộ qua đây nè qua. Cuốn này nè qua mấy sáng nè. Bộ xương cá voi lưng gù. Quá bự. Đi qua bên kia giờ phải có để cái bảng chỉ dẫn đó, là vô đây nè. À đây vô đây nè, coi các bạn. Hồ cá. Nhà mình làm cái hồ cá gì đẹp ha. Thôi có mấy con tôm nè. Con tôm bác sĩ. Ôi ngộ hả. Tôm đẹp quá à. Tôm đẹp quá. Ủa, tôm đẹp cực kỳ luôn. Tôm này mà mua về bỏ vô hồ kiến là hơi bị đẹp á. Nhưng mà mấy cái con này nó sống kiểu biển, nước biển thì mình khó nuôi. Có con này nè, con sên nè. Thấy không? Nè thấy không? Đây nè. Ồ, con tôm nó đẹp. San hô nữa nè. Đứng trên biển nước nhất kìa. Qua bên đây, qua bên đây. Đây là con cá nóc chuột chấm son. Cá chuột. Đúng xấu thiệt. Y chang như ăn mà không chùi miệng vậy. Cái miệng nó đen đen ha. Qua bên đây đi. Đây là cá bò đuôi én. Con cá bò đuôi én, cái đuôi đẹp thiệt. Mà cái miệng cũng xấu nữa. Miệng như mớm. Kiểu sao á. Còn bên đây con cá bàn chài sọc to. Mà sao không thấy con nào trừ. Ủa ấy, cái con xấu quắc nè. Nè, như đá vậy.
Như là con này là con cá mặt quỷ. Cá mặt quỷ là con này. Còn con này là con cá bàn chài sọc to nè. Còn bên đây là cá khoang cổ đỏ. Ơ, giống cá Nemo quá vậy. Ha. Giống cá Nemo. Còn bên đây là họ tôm mũ ni. Nè tôm mũ ni nè. Họ tôm là họ tôm mũ ni là nhiều loại luôn á. Ha. Nè tôm mũ ni đỏ nè, tôm mũ ni đốm đốm vàng nè. Ô có con con nữa nè, tôm mũ ni con nè. Một bầy nó nằm nè chưa ba. Ủa. Đã ha. Vậy là con tôm mũ ni nó nằm dưới địa biển cũng giống vậy nè. Một bầy. Con này cũng tôm mũ ni nè. Ừ, tôm mũ ni màu hồng. Coi nè cá khoang cổ đỏ đen đuôi vàng. Ừ. Cũng họ với cá Nemo nè. Tôm hùm Alaska. Wow. Con tôm hùm. Cái càng nó nhỏ mà cái mình cái đầu nó to. Ủa cái nước này nó lạnh. Con tôm hùm Alaska nó sống nó dùng nước lạnh, dùng nước biển mà lạnh, hạn chế cái trong đây nó lạnh tanh à. Lạnh lắm các bạn. Bự thiệt chứ. Con này nữa nè. Thấy xa xa ra dễ thấy hơn, phải không? Nè. Cái càng nó bị nhỏ xíu à. Mình nó bự mà cái càng nhỏ. Con kia tính là cái đầu nó bự dữ luôn á. Ừ. Cái con này con cũng cái càng nhỏ mà đầu to nè. Cá thia đồng tiền ba chấm. Ừ. Cá thia đồng tiền ba chấm. Nên cái mình nó có ba cái chấm ở trên đầu với hai bên, ở trên trán một cái với hai bên mình của nó một. Hai cái là ba chấm. Wow. San hô mềm nè, trời ơi nó đẹp. Trời. Đào được cục này lên đem vô đây cũng hay á. Cái này anh ơi, nó rời cái bám vô đá, nó rời cái chân nó bám vô cái kiến nè, hay ha, đây nè. Cái chân nó nè, cái chân nó nè. Con này con gì nó chéo nè. Bò biển. Hay ha nè. Ôi y như cái cây nấm á, ở nhà mình hay ăn nè. Ôi. Hay gì chứ, vậy là cái chân nó bám vô cái đá. Con này đẹp quá ha. Ôi đẹp quá nè, tối ngày ngắm mấy cái này cũng hay ha. Tối ngày mình nói cái này ngon nè, vui nè. Nhưng mà mấy cái này á các bạn, mình khó nuôi lắm. Mấy cái san hô này mình khó nuôi, với lại nuôi mấy cái con cá nước mặn á, nó khó nuôi lắm. Mình phải thay nước, mà mình thay là mình phải thay bằng nước biển nè. Nó khó lắm. Qua bên đây các bạn. Cá này là cá giác. Ôi lột, con ốc giác. Còn cá này là cá gì? Ủa vậy là chân ốc chứ đâu phải chân cá. Ờ. Trời ơi ốc giác. Con này mà làm gỡ xài ha. Qua bên đây, qua bên đây. Cá này cá gì? Cá sơn đá đỏ. Cá sơn. Con mắt nó màu đen, kiểu như màu hơi tím đậm. Còn cái mình nó màu hồng. Qua bên đây. Cá vỏ tôm hả? Cá vỏ tôm với cô hình ghế. Nè con cua nè. Với con cá nè, con cá vỏ tôm nè, thấy không? Cá nó cắm ngược đầu xuống đó, không à. Ủa nó ăn. Cua nè. Ăn một học là ăn con cua. Đây nè, ăn học con cua. Còn bên đây.
Wow, cái cây san hô này đẹp ghê luôn. Cá đuôi dài, vây cao. Trời ơi, cái cây san hô nó đẹp quá nè. Nó đẹp quá. Đẹp ghê luôn. Màu hồng. Kiểu như nó sưng sưng lên nè. Gông nho gì ba? Gông nho. Gông nho nè các bạn ơi. Cái này mà chấm với cái xích mè lan ha. Trời ơi. Qua bên đây, qua bên đây. Con này là con hải sâm với con sao biển. Đây nè, hải sâm nè. Động vật da gai. Nè nè, một đống hả? Nè cái cục cục nè, mình tưởng. Nè qua đây nè. Thấy không? Ấy ấy. Cái này cũng là con hải sâm nè. Ủa lộn. Con sao nè qua. Nghe thấy không? Con này nè. Con này cũng sao mà con này cũng sao. Thấy không? Đen đen nè. Mà con này nhìn thấy ghê quá à. Này con hải sâm nè, bên đây nè. Nhìn thấy ghê. Ôi ghê, nhìn thấy ghê quá, hải sâm nhìn thấy ghê á. Ừ, này nó đeo rồi nè. Rồi nè. Chân nó nè. Đây nè, con hải sâm này nữa nè. Quá chừng lội luôn. Thấy ghê. Ủa quá. Cái rong nho này là cái cọng này, cái lá của cây rong nho á. Phải không? Không. À không 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 không. Này đâu có lá. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đây nè, đây nè, coi nè. Ủa con này giống con nhím quá vậy? Cái gì con, con gì? Thì con ấy cái gì? Cầu gai á, nhím biển á. Hay ha. Nhưng mà nhìn, nhìn mấy con này nổi da gạo quá nè. Ồ. Đây nữa nè. Cục đen đen nè. Con này là con cá nhóc, cá nóc nhím chín vàng. Cưng quá, nó bự ghê luôn. Ừ. Cái cưng ha, cái mặt thấy cưng ha. Thấy cưng kìa. Nè. Cái cưng quá. Cá nhám chấm bụng. Cá nhám có chấm, cá nhám bông ạ. Còn cá là cá bàn chài gamma. Cá bò Picasso. Qua coi nè. Cá bò Picasso nè. Thấy không? Đúng. Nhiều con cá bò á. Cái mặt nó đúng hề luôn á. Thiệt, cái mình nó ngộ thiệt, cái màu á ha. Cái miệng của nó có cái hình tới mang tay nhưng mà đâu phải cái miệng nó tới mang tay đâu. Cái màu đúng hề luôn á. Bò vạch đen. Chắc con này quá hả? Tôm bác sĩ. Tôm lạc đà. Tôm lạc đà. Ồ đẹp thiệt. Cái lưng tôm, tôm bác sĩ. Ờ có gù kìa. Mà con này với tên bác sĩ con nào cũng đẹp ạ.
Các bạn bình thường mà các bạn thấy mình ăn con cá chim biển hấp xong mình cuốn bánh tráng là con này nha các bạn. À, không, con này là ăn hơi bị ngon luôn á. Có một con hồi nãy, có một con cái trên lưng nó bị giống như bị táp vậy á, cái thẹo, cái lủng cái lưng. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, con này nè, con này nè, giống như bị lủng cái lưng vậy á ha. Con cũng mấy lô á, con cá này cũng phải là 3-4 kg á. Đi qua bên đây, đi qua bên đây có cái khu này là cái khu trưng bày tài nguyên biển đảo Trường Sa Hoàng Sa. Tính ra vô đây mua vé chỉ có 40.000 người à, mà mình coi được nhiều, y như là mình vô hỷ cung vậy. Vô hỷ cung mua vé mắc hơn, mua vé tới mấy trăm ngàn lận. À, con cá Nemo nè. À, cá khoang cổ Nemo, đúng rồi, là con này con cá Nemo nè. Con cá Nemo là nó ốm quá ta. Cái Nemo là chiếc chéo ha. Nemo, các bạn có coi Đi Tìm Nemo á, là con này nè. Bộ phim Đi Tìm Nemo á, đẹp quá ha. Trong đây là có cá mú, tôm hùm. Ở trong đây thì mấy cô chú đi tham quan nhiều lắm các bạn. Tôm hùm này còn nhỏ quá. Cá mập rặn san hô. Ô, ơi, con cá mập rặn san hô này là người ta lấy cái mẫu vật thiệt đó các bạn. Nó dài đòn ghê luôn á. Ha, nó dài đòn. Con cá thiệt á. Cái này là giống như người ta chế cái dung dịch gì vô cho nó đông lại rồi. Họ cá đuôi dài, cá thu xong. Qua qua bên qua đây nè, đứng mà cá thu. Bình thường mình ăn cá thu bằng ba lớn nè, nay ăn cá thu bằng con heo. Đi xuống đây các bạn, đi xuống đây coi này nè. Ôi, san hô này đẹp ghê luôn á. Ấy chú mà nay nó quay. Có chú á, có chú thì gọi cho vợ, cái chú á thì quay lại đe về cho gia đình coi. Hay dễ thương các bạn. Mấy cái con, mấy cái cây san hô này đẹp ghê luôn á. Đây mình qua bên đây, mình qua bên đây mình coi. Mình qua bên đây. Nè. Ồ, nó nhúc nhích luôn á. Nha. Nhúc nhích kìa. Đẹp quá, hai cái nào á, màu xanh, màu hồng. Đi lên đây coi cái này nè các bạn. Con nào cũng đẹp hết trơn á. Ôi ôi, trong đây nó nhiều loại cá ghê mà, loại nào cũng đẹp hết trơn các bạn. Đẹp thiệt. À, quá ơi. Rồng nhỏ.
mà cái này không biết thiệt hay giả à, chắc giả quá. Rom nho này chắc giả quá hả? Chắc thiệt á, thiệt giống nhất kìa. Sao nhìn nó không có giống thiệt chút nào hết trơn hả? Nhìn giống rom nho giả quá. Ờ mà chắc là thiệt á. Chắc thiệt. Nè mấy cái lá này nè, nhìn như cái bể thủy sinh nha. Dạ quá ha. Đây có lại cho bóng quay được nhiều. Quay trời ơi, vô đây chóng mặt. Vô đây nó qua. Vô đây nó qua mắt chóng mặt luôn các bạn. Không không có thấy gì trơn, nó chói mắt quá. Đuối trên đầu mà nè. Ê Bảo Bảo. Nằm ngồi đó nãy Bảo. Con này là con cá nhắm voi. Con này là con cá thiệt đó các bạn, mà người ta dọn bông vô trong rồi. Lên trên đây nè. Wow. Đây có cái mấy mấy cái mẫu không? Mấy cái mẫu rắn. Đây nè. Trời ơi, rắn cá lóng luôn. Người ta là rắn ngâm rượu, còn cái này là chắc rắn ngâm Phật Môn quá. Đẻn, con đẻn. Con đẻn. Tất cả đều là loại loại đẻn hết luôn á. Có loại rắn nữa, nhưng mà bên đây là đẻn hết á. Cái ghê, biết kiếm mấy con này đâu ra nữa ta. Nè. Đi. Mình tham quan xong viện Hải Dương Học này các bạn ơi, tính ra là mình tham quan ở đây chỉ có 40 ngàn một người, mà mình tham quan giống như là mình đi hỷ cung vậy. Đi hỷ cung nó mắc tiền hơn. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Bye bye các bạn nha.